Kính thưa quý khán giả, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến làn sóng người lao động rời bỏ thành phố về quê do giãn cách xã hội chống dịch. Tuy nhiên, cũng từ mốc này, sau khi hết dịch, người lao động quay trở lại không nhiều, thậm chí số lượng người nhập cư của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 gần như không tăng. Liệu thành phố Hồ Chí Minh có còn là vùng đất đáng sống hay vì lý do nào khác? Đây cũng là nội dung được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh đã qua thời đất lành chim đậu. Mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Kính thưa quý khán giả, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người nhập cư, đặc biệt là từ sau năm 1986. Khi thành phố bước vào thời kỳ mở cửa, đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa, dòng người nhập cư liên tục tăng. Trung bình mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm từ 200.000 đến 250.000 người, tương đương với dân số trung bình của một địa phương. Tuy nhiên, năm 2023, tỷ lệ tăng dân số nhập cư chỉ còn 0,67%, tương đương với 65.000 người. Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ năm 2021, sau đại dịch COVID-19, lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến số lượng suy giảm về người nhập cư. Năm 2023, tỷ lệ tăng số lượng người nhập cư chỉ còn 0,67%, lần đầu tiên tỷ lệ tăng dân cơ học thấp hơn tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Trước đó vào năm 2022, hai tỷ lệ này ngang bằng nhau là 0,7%. Còn năm 2020, tỷ lệ tăng dân số cơ học của thành phố là 1,7%. Tương đương từ 170.000 đến 180.000 dân nhập cư, đã bổ sung nguồn nhân lực rất lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, năm 2023, lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh không còn là điểm đến lý tưởng của người nhập cư từ các tỉnh thành. Sự biến động về dân nhập cư bộc lộ rõ nét tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Năm 2020, toàn phường có 19.700 hộ với gần 81.000 nhân khẩu thực tế cư trú. Trong đó thường trú có 7.939 hộ với 33.106 nhân khẩu, tạm trú 12.944 hộ với 52.426 nhân khẩu. Đến năm 2023, tạm trú chỉ còn 8.614 nhân khẩu. Như vậy, so với năm 2020, số người tạm trú ở phường này giảm hơn 43.800 người. Bà Nguyễn Ngọc Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa cho biết, phường là khu vực giáp ranh giữa khu công nghiệp Tân Bình và khu công nghiệp Vĩnh Lộc, nên trước dịch có nhiều công nhân đến đây thuê nhà sinh sống. Sau dịch, nhiều công nhân đã di chuyển khỏi phường, có thể là về quê hoặc đi nơi khác chưa thấy quay lại. Có mặt tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, nơi được mệnh danh là thủ phủ nhà trọ của thành phố Hồ Chí Minh. Dù là ngày cuối tuần, nhưng đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh vắng vẻ, điều hiu với hàng loạt tấm bảng cho thuê phòng, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không dãy trọ nào có đầy đủ người ở, thậm chí có dãy trống rất nhiều. Thấy có người hỏi thăm, các chủ nhà trọ đều niềm nở hỏi han và cho biết sẽ giảm giá cho thuê. Thậm chí có chủ nhà trọ còn khuyến mãi giảm giá, không lấy tiền cọc. Theo chia sẻ của các chủ nhà trọ, từ sau đợt dịch COVID-19, nhiều lao động không quay trở lại. Nay thêm đợt suy thoái kinh tế, công ty thiếu đơn hàng, khiến nhiều người mất việc trở về quê kiếm sống. Theo một chủ nhà trọ, tình trạng trống phòng trọ hiện lên đến hơn 50%. Một nam công nhân đang thuê phòng trọ tại đây chia sẻ, do thu nhập giảm vì công ty thiếu đơn hàng, nhiều đồng nghiệp đã trả phòng về quê kiếm việc làm vì không gánh nổi các chi phí. Lẽ ra nam công nhân cũng về quê ở miền Trung, nhưng vì cả con nhỏ đang đi học ở thành phố nên ráng hết năm học rồi tính chuyện về quê. Hiện thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trả tiền trọ, tiền học và ăn uống đắp đổi qua ngày. Trước hiện tượng này, có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho thành phố Hồ Chí Minh đang kém hấp dẫn vì đang dần mất đi những ưu thế vượt trội được khẳng định gần 50 năm nay như nhân lực dồi dào, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, dịch vụ tương đối hoàn thiện, cơ hội tìm kiếm việc làm, cơ hội học tập, cơ hội thăng tiến, cơ hội mở rộng quan hệ xã hội. Thực tế, hiện nay thành phố đã không còn là sự lựa chọn của người lao động tại các địa phương khác. Lý do đầu tiên là tất cả các tỉnh thành đều có các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là nguyên nhân khiến cho người lao động không nhất thiết phải tới thành phố Hồ Chí Minh tìm kế sinh nhai. Minh chứng rõ hơn là nhiều tỉnh trong một thời gian dài, hầu như không có nhà đầu tư nào thì nay đã khởi sắc. Như Bình Định có gần 40 cụm công nghiệp, Quảng Trị có 2 khu kinh tế,
6 khu công nghiệp. Đặc biệt, những năm gần đây, các tỉnh trước kia thuộc nhóm nghèo nhất nay cũng đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư nên tạo ra nhiều việc làm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp, nhiều vùng thuần nông đổi đời, phong trào nông thôn mới làm thay đổi cuộc sống nghèo nàn lạc hậu. Khi người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm nên xu hướng ở lại các tỉnh nhiều hơn, như thế họ vừa được ở gần nhà, giảm nhiều chi phí và dễ sống với phong tục tập quán quê nhà. Điều này không chỉ có lợi cho công nhân mà trên phương diện quốc gia, đây chính là cơ hội để giảm khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, thực hiện chiến lược ly nông bất ly hương. Theo báo cáo nghiên cứu điển hình trong ngành công nghiệp may mặc, điện tử, giày dép do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM thực hiện trong năm 2022, trên 1.200 người và hơn 40 doanh nghiệp thuộc các ngành này, hầu hết lao động có gia đình cho biết rất muốn để con cái cho ông bà chăm sóc, đi làm ăn xa với hy vọng thu nhập cao. Từ viện nghiên cứu của VCCI và IOM, có thể nói đối với nhiều người lao động nhập cư, khi cuộc sống tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên khó khăn và bấp bênh hơn rất nhiều so với tìm việc làm ở quê nhà, thì dù thu nhập ở quê không bằng ở thành phố, nhưng an toàn và ổn định lâu dài. Trong 1.000 người được khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, có 15,5% cho biết có ý định về quê làm việc lâu dài, 44,6% đắn đo. Đối với những lao động có ý định trở về quê làm việc lâu dài, tác nhân chính là thu nhập không đủ trang trải chi phí sống xa nhà, mong đoàn tụ gia đình, cơ hội việc làm tốt. Từ thực tế này, IOM khuyến nghị cơ quan chức năng, doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động. Nhà nước có thể hỗ trợ chi phí điện, nước, nhà trọ giá thấp, chi phí giữ trẻ, nơi học tập cho con cái, duy trì và tìm kiếm việc làm, bởi hiện rất ít doanh nghiệp tuyển dụng hoặc giữ chân lao động nữ trên 40 tuổi. Doanh nghiệp và nhà nước đồng hành tăng phúc lợi cho người lao động, chẳng hạn như nhà trọ giá rẻ, nhà trẻ cho con em lao động di cư, có trợ cấp phụ cấp tiền ăn, phương tiện đi lại. Về lâu dài, cần các giải pháp thu hút giữ chân lao động di cư ở lại các cụm khu công nghiệp. Ở một góc nhìn khác bổ sung thêm, theo các chuyên gia kinh tế, việc thiếu lao động là cái nguy nhưng có thể biến nó thành cơ hội. Trong tình thế bắt buộc này, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt cơ hội chuyển đổi nhanh, tái cấu trúc nền kinh tế từ công nghiệp, dịch vụ thương mại, thâm dụng lao động, công nghệ kỹ thuật thấp sang chất lượng cao, giảm dần tuyển dụng lao động phổ thông, tay nghề thấp, tạo ra một trung tâm kinh tế tài chính đẳng cấp quốc tế, ngang tầm khu vực. Ở một khía cạnh khác cần nhìn nhận, khi dân nhập cư giảm, lao động phổ thông không còn dồn về thành phố Hồ Chí Minh, đồng nghĩa với sức ép lên hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ sẽ giảm, tình trạng kẹt xe sẽ giảm, lượng rác thải cũng giảm, nhu cầu về điện, nước sạch có thể không tăng, các bệnh viện bớt quá tải, nhu cầu nhà ở không gay gắt nữa. Theo bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế với công nghệ cao, trong đó trọng tâm phát triển kinh tế số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Do đó, nhu cầu nhân lực sẽ tập trung vào nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm giáo dục đào tạo với hệ thống đại học cao đẳng, trung cấp và các tổ chức giáo dục khác thu hút đông đảo học sinh, sinh viên ở nhiều địa phương đến học tập. Sau khi tốt nghiệp, nhiều bạn trẻ lựa chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc để có môi trường phù hợp chuyên môn đào tạo cũng như điều kiện phát triển. Kính thưa quý khán giả, tiến trình giãn dân từ các đô thị lớn và giữ dân ở nông thôn, kinh tế sẽ phát triển đồng đều và hệ thống đường xá tốt hơn trải rộng khắp đất nước, đang là quy luật phổ biến trên khắp thế giới. Hiện tượng này đã từng diễn ra ở các nước châu Âu vào những năm 80 của thế kỷ trước. Vì vậy, hiện tượng người lao động rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh không phải là điều quá lo lắng, mà cần coi đây là cơ hội tốt để chúng ta sắp xếp lại đội hình và cấu trúc kinh tế xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Thân ái kính chào quý khán giả, hẹn gặp lại.